loại cây mà ở Nhật người ta thường bán ở trong các siêu thị với giá rất là cao, nhưng ở Việt Nam mình thì nó lại mọc hoang dại rất là nhiều. Cây gì ạ? Đây chính là cây thù lù hay còn gọi là cây tầm bót. Không biết ở chỗ các bạn gọi cây này là cây gì ạ? Ngoài những giá trị dinh dưỡng mang đến cho chúng ta, còn là một vị thuốc rất là tốt hỗ trợ cho những ai mà đang bị tình trạng đái tháo đường này, men gan cao, uống nhiều rượu bia, thuốc tân dược, kháng sinh trong thời gian dài, nóng trong hay những người mà bị ho viêm họng. Cây này rất là hiệu quả nha. Đây chính là cây thù lù nha mọi người. Mọi người sẽ thấy nó hay mọc ven đường, vườn hay mọc hoang dại rất là nhiều. Đây chính là quả của nó, khi chín nó sẽ chuyển sang màu đỏ cam. Ăn nó có vị chua chua ngọt ngọt nha. Sử dụng cây này thì là sẽ sử dụng toàn cây cả rễ luôn nha. Mọi người có thể hái cái đọt non của cây thù lù này luộc hoặc nấu canh để ăn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hạ men gan, gan hạn chế tình trạng nóng trong. Lưu ý là chúng ta sẽ dùng một ngày không quá 200g nha. Những ai mà đang gặp tình trạng đái tháo đường thì chúng ta sẽ sử dụng cây thù lù này. Hơi khô và chúng ta sử dụng 40g cây thù lù khô, rửa sạch và cho vào lồi, nước vào và đậy nắp lại, đun sôi khoảng 15 đến 20 phút. Chúng ta sẽ chia 2 đến 3 lần uống hết trong ngày. Lưu ý là uống trước ăn cho rượu linh nha. Đông y thì cây thù lù có vị đắng, tính mát, là không sử dụng được cho phụ nữ đang mang thai, cho con bú. Và đừng quên, mình là Diệu Linh, cô chú anh chị cần hỗ trợ gì hãy cho Diệu Linh biết, Diệu Linh sẽ hỗ trợ mọi người nha.